Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở đang diễn biến phức tạp và khó lường. Ở tỉnh Cà Mau, chỉ tính riêng một huyện vùng ven biển đã xảy ra gần 100 vụ sạt lở đất ven sông. Đến nay thì toàn tỉnh Cà Mau xảy ra 132 vụ sạt lở, tổng chiều dài sạt lở gần 3.300 m, làm thiệt hại 51.000 nhà dân cùng với 51 nhà dân cùng hàng chục tuyến lộ nông thôn. Tổng thiệt hại về tài sản ước hơn 10 tỷ đồng. Địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là huyện Đầm Dơi với 97 vụ. Theo nhận định, hầu hết các vụ sạt lở xảy ra tại các khu vực sông rạch có dòng nước chảy mạnh, chênh lệch thủy triều giữa nước ròng và nước lớn rất cao. Thêm vào đó, việc xây dựng nâng cấp các tuyến lộ giao thông nông thôn có nhiều đoạn bám sát sông rạch. Trong khi địa chất Cà Mau nền đất yếu, lực kết dính kém nên dễ gây ra sạt lở. Sạt lở bờ sông giờ đây diễn ra khắp mọi nơi ở đồng bằng sông Cửu Long và không còn tuân theo quy luật bên lở bên bồi nữa. Tác động từ thời tiết chỉ là phần rất nhỏ, còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, trong đó phải kể đến hai nguyên nhân quan trọng nhất là mất phù sa và khai thác cát quá mức. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hiện nay đáy của sông Tiền, sông Hậu, hai con sông chính đã sâu hơn từ 3 đến 4 mét so với thời điểm cách đây từ 20 đến 30 năm. Và khi mà lòng sông sâu xuống thì hai bên bờ cũng dốc và nguy hiểm hơn, dễ dàng đổ sụp. Khi dòng chính sâu thì sẽ rút cát từ đáy sông nhánh, rút dần vào mạng lưới kênh nhỏ hơn, khiến sạt lở lan ra khắp đồng bằng. Những vùng dù không khai thác cát cũng bị sạt lở. Các nhà khoa học cảnh báo, đồng bằng sông Cửu Long có thể phải đối mặt với thảm họa tan rã trong tương lai, mà biểu hiện là tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông đang xảy ra. Do vậy, các giải pháp phòng chống sạt lở càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long thì hiện nay thì chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bố trí các cái nguồn kinh phí từ cái nguồn trung hạn 21-25 và từ cái chương trình phục hồi kinh tế. Thì cái này thì về phía các địa phương phải chủ động đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng để giảm thiểu các cái thiệt hại do cái sạt lở bờ sông bờ biển gây ra. Thực hiện một số các cái giải pháp quản lý. Như là quản lý cái việc mà hút cát ở lòng sông, rồi quản lý cái việc xây dựng công trình ở ven sông ven biển, rồi quản lý các cái hoạt động giao thông thủy về cái tốc độ rồi về tải trọng để hạn chế các cái tác động này. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải thực hiện các cái giải pháp là trồng cây chắn sóng rồi bảo vệ các cái khu vực ven biển, xây dựng các cái công trình để quan trắc cái hiện tượng sạt bờ sông.